Kính thưa quý vị, chúng tôi xin một lần nữa xin mời quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống của Việt Nam TV San Diego. Tôi là bác sĩ Hồ Quang Minh và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp một bác sĩ khác rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đó là bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Bác sĩ Lưu Quốc Bảo là một chuyên gia về bệnh phổi và critical care, tức là những người bệnh nhân bị bệnh phổi và bệnh tim mạch nặng phải nhập viện vào những cái phòng intensive care unit. Thì khi mà chúng ta hôm nay chúng ta nói về đề tài rất là nóng sốt mà chúng ta ai cũng muốn biết, đó là tình trạng của coronavirus, tức là COVID-19. Khi mà nói về đề tài này thì tôi nghĩ là không có ai gọi là có thể nói tận tình và cặn kẽ hơn về đề tài này hơn là bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Do đó, một lần nữa, xin chào bác sĩ Bảo. Dạ, chào anh. Dạ. Thế thì chúng ta thấy là trong những cái ngày tháng vừa qua có những cái tình trạng có thể nói rất là nhiều người hoang mang và lo sợ đối với cái bệnh dịch gọi là coronavirus. Yeah. Thì mỗi ngày chúng ta đều nghe nói là có những cái tình trạng, những cái ca mới, rồi những cái tình trạng những người bệnh nhân tử vong càng ngày càng tăng cao. Thế thì xin bác sĩ cho biết là tới ngày hôm nay thì cái tình hình đó nó đi tới đâu rồi? Dạ, thì trên toàn thế giới thì đây cũng hôm nay là một cái mốc cũng khá là quan trọng, nghĩa là trên toàn thế giới thì đến hôm nay trên 100.000 người đã bị bệnh, và tới trên 33.000 người tử vong. Thì theo cái thống kê của WHO đó, thì cái số người bị bệnh ở Trung Quốc thì bắt đầu đã giảm xuống. Yeah, right. Và thay vì như vậy thì cái số người bị bệnh ở ngoài Trung Quốc thì càng ngày nó càng lên. Thì hiện bây giờ có như một vài quốc gia đang bị nặng. Thứ nhất là Nam Hàn, thứ nhì là Ý Đà Lợi, và sau đó nữa là Iran. Yeah. Ở Mỹ thì tình trạng chưa có khẩn cấp cho lắm. Nhưng mà theo những cái dự đoán của những cơ bộ y tế của Mỹ đó, CDC đó, thì người ta nói là sẽ trong, chỉ có là người ta gọi là when not if, là sẽ tới, chứ không phải là có thể là như vậy, thì sẽ có dịch, nó sẽ bùng ra. Cái mà địa điểm mà bị nhiều nhất ở Mỹ hiện giờ là Seattle. Yeah. Song với cái tình trạng của mình ở đây ở San Diego County mình đó, thì đã có một vài người test positive, là dương tính, nhưng mà những người này là những người đã được hồi hương từ Trung Quốc, hoặc là cái tàu Princess cruise ship ở Nhật Bản này. Và những cái số đó là mình đã biết trước rồi, mấy người đã bị cô lập của Federal Isolation Program ở trên Miramar đó, là bác sĩ mình biết rồi. Và gần đây nhất trong tuần này đó, thì có một người ta bị đã du lịch từ Ý Đà Lợi trở về California, nhưng mà người này là người ở Orange County. Yeah. Nhưng mà người ta làm việc ở San Diego, làm trong một cái tiệm bán điện thoại lưu động là của AT&T đó. Mm. Thì người đó test dương tính. Yeah. Thì như vậy thì theo tôi nghĩ, tôi được biết là những cái số liệu mà từ CDC cho thấy là cái tỷ lệ tử vong trung bình hiện nay là khoảng là 3.4%. Dạ, tại vì phần đông cái số bây giờ là bệnh từ Trung Quốc. Mà anh nhớ là cái tình trạng cách đây mấy tuần vừa trước hoặc là một tháng trước, cái tình trạng rất là hiểm nghèo ở Trung Quốc. Yeah. Bao nhiêu người ta tới bệnh viện để khám bệnh, để mà sử nghiệm, thì
có rất là nhiều người người ta không có đợi cho được cho tới vào bệnh viện để mà thử nghiệm, người ta trở về lại về nhà thế nào cũng có một số là dương tính nhưng mà không có trong cái tỷ lệ được. Mình so sánh với lại Nam Hàn chẳng hạn thì cái trường hợp đó là hoàn toàn khác. Ở Nam Hàn người ta thử nghiệm rất là mạnh mẽ thì nó tới bây giờ tới 6.000 người bị người dương tính nhưng mà số tử vong nó mới đâu có 30-35 người cho nên cái tỷ lệ nó hoàn toàn khác nhau. Thì mình quay tin tức mình phải để ý, mình có thể là mình nhầm, nghĩa là có hai số, một số là nghĩa là real number là nghĩa là WHO người ta viết ra số nào á, thì người ta chia cái số tử vong với cái số xuống là mình biết là cái tỷ lệ tử vong. Còn có một số khoa học gia khác người ta model, người ta làm tính toán, người ta model, người ta tính thêm là có thể là có 15%, 20%, 50% người cái số dương tính nhưng mà không có nằm trong cái số thống kê chính thức. Thì mình nếu như mình theo cái số của người đó thì cái tỷ lệ tử vong nó thấp hơn. Nhưng mà cái tuần vừa rồi người ta khám phá đó thì bây giờ cái con virus này nó có hai con lận chứ không phải là một con. Nghĩa là lúc đầu á thì nó có một con, nó gọi là cái form nó gọi là S, là cái original coronavirus. Cái con đó nó gọi là more virulent, nó hung dữ hơn. Nó dịch tiếng Việt hung dữ hơn là người ta bị con đó nó bị ngã bệnh nặng hơn và có thể là số lệ tử vong nó lớn hơn. Nhưng mà trong cái thời kỳ ở Trung Quốc đó, khi mà phát bệnh đó thì con này nó mutate, là nó bị đột cái tiếng Việt mình gọi là đột biến mutation. Nó đổi thành một con gọi là L, trong cái form L. Thì có thể là cái con L này á nó không có hung dữ như là con S, nó mà con L này có thể là cái con mà nó loan ra ngoài Trung Quốc nhiều hơn. Cho nên mình chưa biết chắc được là bây giờ cái tỷ, mình chưa biết đoán chắc được cái tỷ lệ tử vong nó như thế nào. Mình chỉ hy vọng, thì nghe bác sĩ Bảo nói như vậy thì mình cũng hy vọng là cái tình trạng có thể không đến nỗi tệ, và vì cái con L này mà nó yếu hơn cái con S thì hy vọng là cái tỷ lệ tử vong nó cũng không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng mà hiện tại như ở nước Mỹ chẳng hạn, bác sĩ Bảo mới nói là chúng ta có 15 ca đã tử vong, thì đa số là người lớn tuổi và những người đã bị bệnh mãn tính, tức là có nhiều vấn đề như là và đa số ở trong nursing home ở Seattle thì phải. Thì cái gọi là mình để ý là hình như là dường như là những người càng cao tuổi thì cái tử vong nó càng cao hơn. Vì tôi thấy là hình như cái số thống kê là những cái người mà dưới 50 tuổi thì cái tử vong nó không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng mà khi mà qua cái tuổi 50 thì phải đáng lo ngại. Bây giờ thì mình chưa biết chắc được, nhưng mà theo những cái thống kê lâm sàng, những cái bài viết ở New England Journal of Medicine chẳng hạn, hoặc là JAMA chẳng hạn, những cái bài bài vừa rồi mới đọc là người ta thống kê 1.000 ca của Wuhan đó, từ Wuhan ra thì tỷ lệ tử vong của những người Trung Quốc trong cái vùng đó thì tỷ số phần đông là người trên 59-60, tỷ lệ tuổi trung bình đó, là cả trường đó có thể cao hơn nữa. Ok, thế thì bây giờ mình làm thế nào để mình có thể phòng ngừa được? Bây giờ mình thấy nghe nói nhiều quá, mình có thể hoảng sợ, mình lo âu. Thế thì bây giờ bác sĩ Bảo nghĩ là làm thế nào mình có thể phòng ngừa được cái chứng bệnh này? Thì cái chứng bệnh này á, thì mình nói rõ ràng ra, bây giờ mình không còn nói là cái bệnh này là bệnh của người Trung Quốc hoặc là người ở Á Châu nữa, nó sẽ lan tràn toàn thế giới. Nghĩa là bây giờ trên thế giới là 60 nước là đã có người bị bệnh rồi, và càng ngày nó sẽ càng lan lớn hơn. Cái mà mọi người lo ngại nhất á, là khi mà nó loan tới Nam Mỹ, nó loan tới Phi Châu, thì nó sẽ bùng nổ lớn hơn nữa, là tại vì những cái cơ quan y tế trong nước đó nó yếu hơn Trung Quốc, nó yếu hơn Nam Hàn, nó yếu hơn Âu Châu, thì thế nào sẽ cái số người bệnh sẽ càng lớn. Thứ nhất á, là bây giờ mình chưa có vaccine được,
nên mình không có ngừa bệnh để chết chết vaccine được. Theo ông Anthony Fauci là head của Institute of Infectious Diseases của CDC đó, thì hiện bây giờ ở Mỹ là có 20 cái vaccine đang người ta đang tiến triển để người tiến ta phát triển, phát triển. Thì trong vòng 1-2 tháng nữa người ta sẽ làm phase 1 là first phase đó. Thì theo như bác sĩ mình biết đó, thì khi mình thuốc hoặc là vaccine là phải tới 3 cái phase lận. Right. Cho nên ông Anthony Fauci ông đoán là cỡ chừng 1 năm hoặc là 18 tháng nữa mình mới có vaccine. Cho nên mình không có gì mà mình dựa vào cái vaccine để mà ngừa bệnh được. Thì bây giờ cách tốt nhất là thứ nhất là mình người ta gọi là social distancing. Nghĩa là mình không nên tụ tập đông những cái chỗ mà đông người. Thứ nhất là có như ví dụ như phi trường. Thì tại sao như vậy? Tại vì ở phi trường có nhiều người người ta đi từ Âu Châu về, từ Trung Quốc về, từ mấy chỗ khác về thì dễ lây bệnh. Social distancing có nghĩa là nếu như mình làm việc được ở nhà thì mình nên làm ở nhà, đừng vô cơ quan. Mình nên rửa tay đều độ, nghĩa là trước khi ăn rửa tay, trước sau khi xài phòng vệ sinh rửa tay, và trong nhà những cái chỗ mà mình hay đụng thì mình nên gọi là chùi cho nó sạch, disinfect. Tại vì sao? Tại vì con virus này á, cái tên mới của nó là SARS-CoV-2. Right. Con này nó theo như những cái khoa học gia người ta biết là nó lây bệnh tương tự như con cúm thường bình thường. Tức là nó cùng một cái dòng họ của nó. Right. Thì khi mình ho ra hoặc mình xì, mình sổ mũi ra thì nó sẽ văng ra những cái hạt nhỏ, và nếu như mình ở gần cái người đó, mình hít cái hạt nhỏ nó vào thì mình sẽ vào trong người. Thì nếu như mà mình ở gần á, nghĩa là 2 mét trở đi thì có thể là 2 mét trở lại thì có thể sẽ hít hạt nhỏ đó vào. Nhưng mà cái cách khác nữa là những cái hạt đó nó rớt xuống, nó đụng trên bàn, nó nằm trên bàn trên ghế, rồi mình đụng vào trên cái bàn ghế đó, rồi mình đụng vào mặt mình như vậy thì nó sẽ nhập vào trong người mình. Right. Ok. Thì nói như vậy là mình cũng không nên là sờ vào mặt mình. Không nên sờ vào mặt. Rửa tay đều đều. Right. Và phải chùi, nên disinfect, nghĩa là làm cách nào thì nó có rất nhiều cái thứ thuốc ở ngoài người ta bán để mà khử vi trùng trên cái. Nhưng mà nếu như mình cũng không cần phải mua mấy cái cho mắc tiền. Nghĩa là mình chỉ xài bleach là Clorox đó. Clorox là bleach đó, và nước 2 phần bleach. 50 phần nước là mình chùi sạch là nó sẽ khử hết vi trùng. Nhưng mà mình phải để cho nó khô. Nghĩa là mình chùi nó đang ướt á, thì mình nó chưa hết, khi nó khô nó bay hết rồi á, thì nó sẽ khử được cái vi trùng. Hàng thì stock của hãng Clorox nó lên quá trời quá đất, trong khi những cái stock khác nó xuống. Ok, thế thì bây giờ khi mà một cái người mà họ bắt đầu nhiễm bệnh đó, thì họ sẽ có những cái triệu chứng như thế nào? Và nếu mình có những cái triệu chứng như vậy đó, thì mình phải làm gì? Thì hiện bây giờ thì mình nên cái triệu chứng mà của cái con bệnh của con vi khuẩn này đó, virus này á, là có 3 cái quan trọng nhất. Thứ nhất là sốt. Nhưng mà cả chừng 50% là người sốt, người ta tới mình khám bệnh là dương tính á, có 50% lúc đầu sốt thôi. Sốt, ho và khó thở là ba cái triệu chứng quan trọng nhất. Nhưng mà anh biết ba cái đó không giống như bệnh cảm bình thường, mình cũng có bị. Mình cúm bình thường cũng bị, rất là khó mà biết được. Thì tại sao, làm sao mình biết cách được là người bệnh nhân nào là sẽ có bệnh COVID-19, mà bệnh nhân nào cảm cúm bình thường hoặc là bị thì mình phải tìm hiểu thêm về cái người ta có đi đâu không. Người ta đi ở Ý về, ở Úc, ở Đà Hàn về, ở Trung Quốc về.
hoặc là người ta có gần những cái người đó không. Uh-huh. Thì theo cái case definition của CDC á, là nếu như mà có tiếp xúc với những người đã đi ý đã lợi đi Trung Quốc, đi Iran, đi đà hàng về thì mình nên cô lập liền uh-huh. ngay tại chỗ và thử nghiệm liền. Uh-huh. Yeah. Còn nếu bây giờ mình nói trường hợp mà mình là cái cá nhân, tức là bây giờ mình có những triệu chứng như vậy và mình sợ, thì mình phải gọi bác sĩ hay là mình gọi ai?